lúc đầu chưa đi phim với chị Tú thì mình cũng không thích chị Tú lắm, nhưng mà từ sau một chuyến đi nước ngoài lưu diễn và kể cả vào phim này thì thấy chị Tú là một người rất là điên, chị Tú là một người đàn ông và rất là hào phóng. Đó thì hai chị em vào phim chơi với nhau rất là hợp. Trong phim này á, Minh Tú gặp Trang á, thời đầu khi mà chưa biết nhau á, mình cũng hơi dè cái cô đó, bởi vì mình thấy là tính nó cũng sân si, mà tính mình cũng sân si, mà gặp nhau là có chuyện. Có một cái cảnh đó là Trang với chị Minh Tú hay đánh nhau thật. Cảnh đánh nhau với chị Tú á, là hai chị em nói với nhau là chị đánh em mà chị đánh cho thật nha, chị phải giật tóc thật thì em mới đau thật, thì em mới đánh chị lại được. Mình cũng sợ làm bạn diễn mình đau, nhưng mà thà là đánh một lần, mình quay được một lần nó xong luôn. Chứ còn mà đánh giả, đánh hoài nó không xong mà nó còn đau thêm. Và hai chị em hầu như là phải lấy hết can đảm để có thể giật tóc, kéo áo, đánh cái đứa còn lại. Trang nó để cho em tán mặt nó cái vớt gì đó, mà em tán xong em cũng run nữa. Tại vì em sợ là trời ơi, mình sức mình đánh nó chắc nó cũng đau. Trang nghĩ là cái cảnh đánh nhau là một trong những cảnh sẽ cần phải xem nhất, đáng chờ đợi nhất trong phim này. Cái vai của Châu là đi theo rồi làm không được là bị người ta đánh, tại người ta trả tiền cho mình đi hại người khác, mình hại không được là mình bị đánh, bị chửi hoài luôn. Thì trong cái tình tiết phim á, là Châu sẽ bị ném một cái điện thoại vào đầu, đúng ở ngoài đời mà cái điện thoại ném vào đầu mình rất là đau. Đó thật sự là một cái tình huống rất là khó với Châu. Châu còn năn nỉ chị Trang á, là chị ơi chị ném thiệt đi, chị cầm gì ném đại, chị ném đập vô đầu em cho đau chứ em làm cũng được. Khi mà phải ném như vậy thì thứ nhất là bị nhát tay, không có dám ném tại vì sợ bạn diễn bị đau. Thứ hai là làm nó không có trúng cho nên là phải quay lại. Một cái lúc đó Châu nhớ là nội ném cái điện thoại thôi mà ném 13-14 lần và chỉ trúng có một lần duy nhất, là đó là cái cảnh mà lấy trong phim. Vai Ngân trong Hậu Giang Hồ là một vai diễn dành cả thanh xuân để đi thi Hoa Hậu, là bạn thân của chị Minh Tú. Có một lần mà Ngọc Anh cảm thấy là khó khăn nhất cảnh quay đó thì Ngọc Anh làm với chị Tú. Đó là cái cảnh mà khi Ngọc Anh chia tay chị Tú, Ngọc Anh phải nói những cái lời rất là buồn. Một nhân vật nhưng mà nó có khá là nhiều tâm trạng trong một cái đoạn thoại đấy. Cái đoạn đó là cái đoạn Ngọc Anh cảm thấy khó khăn nhất.